Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam. Thành ủy Lào Cai tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra giỏi thành phố, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng. Ấn tượng sắc sen trên ruộng bậc thang xã Nấm Lư, huyện Mường Khương. Tin trong nước và quốc tế, sắp diễn ra lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn. WHO hối thúc tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều ngày 11 tháng 10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã có buổi gặp mặt đại diện giới doanh nhân Việt Nam. Buổi gặp mặt diễn ra tại đầu cầu trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tâm sự tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cả nước hiện có gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 14.400 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc. Đội ngũ doanh nhân cũng luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đây là sự cố gắng của toàn đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Tại Lào Cai hiện có trên 7.100 doanh nghiệp và 889 đơn vị trực thuộc với tổng số vốn đăng ký 95.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, khu vực này đóng góp 33% trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước của tỉnh, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động. Gửi lời thăm hỏi, lời tri ân và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn giai đoạn tới, doanh nhân doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động sáng tạo, tăng cường liên kết hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp, để nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam. Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn là điểm tựa và luôn tin tưởng đội ngũ doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp là cầu nối xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, hùng mạnh vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, ngày 11 tháng 10, Thành ủy Lào Cai đã tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra giỏi thành phố. 8 đội thi xuất sắc vượt qua vòng sơ loại tại 4 cụm thi bước vào tranh tài ở vòng chung kết. Các đội tham gia 3 phần thi là chào hỏi, kiến thức pháp luật và tiểu phẩm. Với sự chuẩn bị chu đáo công phu, các đội đã thể hiện những phần thi đặc sắc, kiến thức sâu rộng về công tác kiểm tra Đảng. Kết quả giải nhất thuộc về đội thi phường Kim Tân, giải nhì đội thi phường Cốc Lếu. Ban tổ chức còn trao 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội thi. Thông qua hội thi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp, thành phố. Đây còn là kênh tuyên truyền phổ biến đến cán bộ hội viên các quy định Đảng, pháp luật của nhà nước gắn liền với đời sống hàng ngày một cách dễ hiểu, gần gũi và thấm sâu nhất. Giai đoạn 2013-2023, các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 152.554 người. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động công bố chuẩn đầu ra của từng cấp học, chương trình và chuyên ngành đào tạo. Tiêu biểu như trường cao đẳng Lào Cai xây dựng mới, cập nhật chỉnh sửa bổ sung 21 bộ chuẩn đầu ra, 90 bộ chương trình đào tạo. 100% các bộ chuẩn đầu ra, chương trình, giáo trình, đào tạo đều có sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng, thẩm định, đảm bảo tính phù hợp với thực tế. Qua khảo sát, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 1 năm, kể từ khi tốt nghiệp đạt trên 70%, trong đó các nghề trọng điểm đạt trên 90%. 90% sinh viên cao đẳng, gần 70% học sinh trung cấp có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhận thấy phong trào trồng rừng sản xuất trong xã và các địa phương lân cận rất phát triển,
nhưng chủ yếu bà con bán gỗ thô nên giá trị thấp. Anh Lương Văn Trinh, thôn Bùn Ba, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã mạnh dạn đầu tư cơ sở chế biến gỗ. Bằng việc đầu tư này, anh Trinh đã góp phần nâng cao giá trị gỗ rừng trồng và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. 10 năm trước, anh Lương Văn Trinh mạnh dạn đầu tư vốn san gạt mặt bằng, xây dựng, lắp đặt xưởng sản xuất chế biến gỗ bóc, gỗ răm. Số vốn đầu tư khi đó lên tới 600-700 triệu đồng. Từ đó đến nay, xưởng chế biến gỗ bóc của anh Trinh trở thành địa chỉ tiêu thụ nguyên liệu gỗ rừng trồng của bà con trong xã và vùng lân cận. Em tận dụng cái nguyên liệu sẵn có ở địa bàn thì em có thể là nghĩ ra đột phá, gọi là mua máy về mình chế biến sản xuất. Thứ nhất là mình tạo điều kiện công ăn việc làm cho, thứ nhất là gia đình thì mình ai có yêu cầu thì nói chung là anh em cũng toàn anh em người nhà là hàng xóm cũng đại thể là cũng biết làm cùng. Phong trào trồng rừng sản xuất phát triển, việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm của cơ sở sản xuất chế biến gỗ này cũng ngày càng thuận lợi. Đến nay, cơ sở đã tạo được việc làm thường xuyên cho 27 lao động địa phương với mức lương trung bình từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Khi có cơ sở này thì gia đình và tất cả mọi người trồng cây cối thì có cái đầu ra, đầu vào rất là ấy, ổn định cho nông dân chúng tôi. Nên có cơ sở này là mình trồng cây, trồng rừng không lo cái đầu ra, thu nhập thì nó cao, ổn định. Anh Lương Văn Trinh này là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã Bảo Hà. Anh đã mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng và cũng như là cơ sở vật chất để sản xuất ván gỗ bóc và tạo được nhiều lao động cho hội viên của xã Bảo Hà. Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm cơ sở sản xuất chế biến gỗ bóc, gỗ răm mang về cho gia đình anh Lương Văn Trinh nguồn thu trên 500 triệu đồng. Nắm bắt định hướng của huyện Bảo Yên là phát triển vùng nguyên liệu gắn với cơ sở chế biến, mạnh dạn linh hoạt trong làm ăn. Nông dân Lương Văn Trinh đã thành công làm giàu cho gia đình, vừa góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản phẩm rừng trồng địa phương nhờ tạo đầu ra ổn định. Anh Trinh đã được công nhận là hộ nông dân sản xuất giỏi cấp huyện. 9 tháng qua, Simacai đã đón 67.844 lượt khách du lịch, tăng hơn 46.000 lượt so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch đạt trên 12 tỷ đồng. Để thu hút khách, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương được tổ chức như lễ hội Gầu Tàu, lễ hội Xuống Đồng, lễ hội Hoa Lê, lễ hội Mận. Huyện cũng quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển mới sản phẩm du lịch. Từ nay đến năm 2025, địa phương xây dựng 2 làng du lịch văn hóa cộng đồng, 1 làng du lịch gắn với di tích lịch sử và 3 làng du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp. Theo kế hoạch, trong năm 2023, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Simacai đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng, huy động xã hội hóa khoảng 300 triệu đồng, hỗ trợ 3 làng du lịch cộng đồng hoàn thiện hạ tầng, các điểm dừng chân ngắm cảnh tại xã Sán Trải. Lào Cai có 2 cá nhân được nhận giải thưởng 15 tháng 10 năm 2023. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 tại tỉnh Thái Nguyên. Đó là anh Đặng Thanh Tùng, Phó trưởng ban phong trào, tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai. Anh Trần Hồng Hải, Phó Bí thư thị đoàn Sapa. Cả hai đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Trung ương, của tỉnh vì có thành tích tốt trong hoạt động hội và phong trào thanh niên. Năm 2023, giải thưởng 15 tháng 10 ghi nhận 127 hồ sơ của 54 đơn vị thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh, thành phố, hội trực thuộc gửi tham gia. Giải thưởng 15 tháng 10 là phần thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành tặng các cán bộ hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động, cũng như công tác hội và phong trào thanh niên. Dù đã sang thu, nhưng giữa triền ruộng bậc thang ở thôn Nấm Ọc, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, sen trắng, sen hồng vẫn đang bung nở. Mô hình khởi nghiệp của Lùng Đức Hiểu, chàng trai thế hệ 9X người Nùng là điểm nhấn trong phát triển kinh tế ở địa phương. Sen đang vào cuối vụ, vừa tận thu những bông hoa còn lại để bán ra thị trường. Anh Lùng Đức Hiểu cũng tranh thủ cải tạo chăm sóc các đầm sen, trừ sâu bệnh chuẩn bị cho vụ đón khách năm sau.
tại vì thời tiết ở trên mình nó lạnh hơn ấy, thì em cũng có lấy về một ít trồng thử nghiệm trước. Kiến thức thì tìm hiểu trên các cái trang mạng xã hội, trên điện thoại, trên mạng internet thế thôi. Với lại đi tham quan các cái mô hình của người ta làm trước. Mong muốn khởi nghiệp ngay trên đồng đất quê hương, đầu năm 2022, anh Hiểu đầu tư trên 100 triệu đồng, thuê máy xúc san gạt, cải tạo những mảnh ruộng bậc thang trồng lúa kém hiệu quả thành đầm trồng sen. Trên diện tích gần 1 hecta, anh lựa chọn được hai giống phù hợp nhất là sen Gubagua hồng và sen Quan Âm trắng để trồng. Cây nhanh chóng bén rễ phát triển tốt giữa những thửa ruộng lưng chừng núi, khiến chính chủ nhân của mô hình cũng ngỡ ngàng. Từ thành công bước đầu, anh Hiểu dự định sẽ đầu tư thêm các trò nghỉ, dịch vụ ăn uống, đón khách trải nghiệm vào vụ sen năm sau. Bước đầu thì rất là khó khăn nhưng mà em vẫn quyết định là duy trì để mấy năm nữa em vẫn tiếp tục phát triển thêm các cái mô hình hôm tây các thứ để khách ở xa có thể vào nghỉ và trải nghiệm tham quan cả ruộng bậc thang với lại sen núi ở trên mình. Bước đầu thì mô hình cũng đã có những cái hiệu ứng tốt, thu hút được các cái khách ở trên địa bàn xuống để tham quan. Đây cũng là một cái bước đi mới trong cái phát triển du lịch ở tại địa phương, và trong những năm tới thì chúng tôi cũng mong muốn các cái cá nhân, tập thể cũng như là các cái doanh nghiệp sẽ có những cái hướng đầu tư cho phát triển du lịch ở tại xã Nấm Lư theo cái hướng là có những cái đột phá mới với những cái mô hình mới như mô hình trồng sen. Mặc dù mới chỉ ở bước thử nghiệm, nhưng tinh thần dám nghĩ, dám làm của chàng trai dân tộc Nùng, Lông Đức Hiểu đã thể hiện rõ quyết tâm khởi nghiệp, tạo động lực cho các bạn trẻ vùng dân tộc thiểu số ở vùng cao Mường Khương tự tin vươn lên làm giàu. Trong phần tiếp theo của chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động chiến dịch tin, chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức người dùng Internet tại Việt Nam. Người dân Israel hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động chiến dịch tin, chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức người dùng Internet tại Việt Nam. Với thông điệp tin trên mạng, tin cho đúng, chiến dịch nhằm cung cấp những thông tin, kỹ năng cơ bản để người sử dụng Internet có thể nhận biết, phát hiện, phòng tránh tin giả, thông tin xấu độc, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm trong việc đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng, khuyến khích sáng tạo, sản xuất nội dung tích cực, đem lại giá trị cho cộng đồng. Chiến dịch tin được bắt đầu triển khai từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay với hai hoạt động chính: cuộc thi sáng tạo nội dung Anti-Fake News và chương trình Internet nâng cao văn hóa mạng tại Việt Nam. Lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất với chủ đề Arabica Cà phê Sơn La, hương vị núi rừng Tây Bắc sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Nổi bật như hội chợ triển lãm cà phê Sơn La, hội thảo nâng cao chất lượng cà phê Sơn La, hội nghị kết nối giao thương sản phẩm cà phê, trưng bày ảnh đẹp về cà phê. Bên cạnh đó là hội thi nhà nông đua tài, đêm gala cà phê, tổ chức trải nghiệm khám phá tour du lịch cà phê. Thông qua lễ hội nhằm quảng bá thương hiệu, xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chế biến cà phê và các sản phẩm nông nghiệp khác của địa phương. Tỉnh Sơn La hiện có trên 20.000 ha cà phê, sản lượng hàng năm ước đạt 40 đến 50.000 tấn. Du lịch thông minh sử dụng công nghệ 4.0 để hình thành hệ sinh thái du lịch phục vụ 3 đối tượng là du khách, chính quyền, doanh nghiệp. Đây là xu thế tất yếu để phát triển du lịch bền vững. Nỗ lực đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch trên các nền tảng 4.0 của ngành văn hóa tỉnh Phú Thọ đã và đang giúp địa phương này thu hút ngày càng đông khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. Qua cổng dịch vụ thông minh Phú Thọ tourist.vn, website duLịchPhúThọ.com.vn và các nền tảng số như YouTube, Đất Tổ, Zalo, TikTok, Fanpage, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm những thông tin tổng quan về Phú Thọ, các sự kiện văn hóa, du lịch cũng như điểm đến hấp dẫn của địa phương. Vẫn duy trì là những cái quảng bá trên mạng xã hội và mở thêm một số những cái hoạt động trải nghiệm khác như là văn nghệ bà con địa phương hoặc là
những cái trải nghiệm cho các bạn nhỏ tại Hôm Tây để thu hút thêm khách du lịch. Mục tiêu trong năm nay, Phú Thọ đón khoảng 783.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 15% so với năm 2022, trong đó có 8.800 lượt khách quốc tế. Góp phần đạt được mục tiêu này, thời gian qua, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số, đăng tải thông tin du lịch của tỉnh qua Facebook, YouTube, TikTok. Qua đó, thu hút sự quan tâm của khách du lịch và người dân mà không bị giới hạn về không gian, thời gian. Du khách đón nhận và sử dụng các hoạt động tour tuyến du lịch được nhiều hơn và các khu điểm cũng đã tăng cường các hoạt động để phối hợp trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ. Tận dụng những cái ưu thế của các cái nền tảng kỹ thuật số để giúp cho khách hàng cũng như là cái thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế dễ dàng khai thác và lựa chọn cái sản phẩm để trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quảng bá xúc tiến du lịch qua nền tảng số đã giúp du lịch Phú Thọ tăng cường khả năng cạnh tranh thu hút du khách. Đây cũng là kênh tiếp nhận, phản hồi của du khách hướng tới cung cấp các dịch vụ du lịch thông minh, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Phú Thọ. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Tại Israel, những ngày qua, đông đảo người dân nước này đã đổ về các bệnh viện lớn trên toàn quốc để hiến máu cứu chữa cho những người bị thương do cuộc xung đột hiện nay. Tại bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv, từ sáng sớm đã có khoảng 1.500 người xếp hàng chờ và hiến máu, trong đó có cả những người khuyết tật. Dù chỉ tiếp nhận nhóm máu O trong ngày 10 tháng 10, nhưng bệnh viện cũng nhanh chóng thu được hàng nghìn đơn vị máu. Dù số người đến hiến máu đông nhưng rất trật tự, bệnh viện cũng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và bữa ăn nhẹ giúp hồi sức cho những người đến hiến máu. Theo số liệu thống kê do các bên đưa ra, đến nay đã có hơn 1.000 người thiệt mạng trong đợt tấn công của lực lượng Hamas tại Israel từ hôm 7 tháng 10 đến nay. Ngày 10 tháng 10, bang Utah đã trở thành bang mới nhất của Mỹ nộp đơn khởi kiện TikTok với cáo buộc nền tảng chia sẻ video ngắn này cố tình tìm cách lôi kéo trẻ em sử dụng khoảng thời gian không lành mạnh trên nền tảng này. Đơn kiện của bang Utah đã được nộp lên tòa án cấp bang có trụ sở tại thành phố Salt Lake. Cáo buộc TikTok đã lôi kéo trẻ em sử dụng mạng xã hội nhiều giờ đồng hồ, cũng như không khuyến cáo chính xác về tính an toàn của ứng dụng này. Phản ứng trước thông tin này, đại diện TikTok cho biết công ty có các biện pháp bảo vệ trẻ em được xem là hàng đầu trong ngành, bao gồm giới hạn thời gian tự động 60 phút cho những người dùng dưới 18 tuổi, cũng như có các biện pháp kiểm soát dành cho phụ huynh đối với các tài khoản của người dùng thiếu niên. Mới đây, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu, Ủy ban châu Âu EC và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC đã kêu gọi những người có nguy cơ cao hãy bảo vệ sức khỏe bằng cách tích cực tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Giám đốc Văn phòng WHO châu Âu cho biết COVID-19 và cúm mùa vẫn là những bệnh nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có người chưa hoàn thành các mũi tiêm theo quy định. Đối với người già, người bị suy giảm miễn dịch, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, WHO khuyến nghị nên tiêm thêm một mũi vaccine sau mũi cuối cùng trong vòng từ 6 đến 12 tháng, tùy thuộc vào mức độ rủi ro của mỗi người. Ngày 11 tháng 10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại sân bay Luton ở thủ đô London của Anh, khiến ít nhất 5 người phải nhập viện, trong khi toàn bộ các chuyến bay cũng đã bị đình chỉ. Theo đại diện sân bay, đám cháy bùng phát từ một chiếc ô tô đỗ tại một khu vực đỗ xe ở sân bay và nhanh chóng lan rộng. Vụ hỏa hoạn khiến 5 người, trong đó có nhân viên cứu hỏa và quan chức hàng không, phải nhập viện do ngạt khói, trong khi một người được điều trị tại hiện trường. Sân bay tạm dừng hoạt động đến 12 giờ trưa ngày 11 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu tại khu vực bãi đỗ xe nhiều tầng. Thưa quý vị và các bạn, biển Vô Cực là tên được giới trẻ đặt cho một bờ biển còn hoang sơ nằm tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, địa danh này còn hấp dẫn bởi nét đẹp lao động, chân thực, bình dị, gần gũi của những người dân vùng biển. Hình ảnh về nét đẹp lao động trên biển Vô Cực, Thái Bình có trong một góc nhìn cuộc sống ngay sau đây.
Một góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.